Chào các em, video này chúng ta sẽ tiếp tục cái đề minh họa môn toán của Bộ Giáo dục. Ta tiếp tục câu kế tiếp, câu số 1. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m sao cho hàm số này đồng biến trên khoảng từ 0 đến pi chia 4. Hàm số này đồng biến trên khoảng từ 0 đến pi chia 4. Đó, cái hàm tan như thế này. Đối với dạng toán này á, cách làm thì mấy em sẽ đi tìm đạo hàm của nó. Và mấy em phải tìm m để cho đạo hàm của hàm số này. Tìm m để đạo hàm của hàm số này đồng biến ở trên đoạn từ 0 đến pi chia 4. Không, phải tìm đạo hàm. Đây á, thực chất ra đó, cái hàm này nó y tan như vậy để cho là mình sợ thôi, chứ mình có thể chuyển đổi tan này về về t. Như vậy y sẽ bằng t trừ đi 2 chia t trừ đi m khi nó đồng biến ở trên khoảng từ 0 đến pi chia 4. Thì tan của t này thì đặt t là tan x. Như vậy khi x đi từ 0 4 thì t đi từ từ mấy đến mấy? Thì tan của 0 ra 0. Và tan của pi chia 4 ra là 1. Như vậy yêu cầu bài toán từ cái việc mà tìm m để cho nó cái thằng tan này nó đồng biến trên khoảng từ 0 pi 4 này, thì nó đã thành một cái phương trình mà đây để cho nó đi từ 0 đến 1. Phương trình này cho đi từ 0 đến 1. Đạo hàm của này cũng khá dễ, y phải bằng gì? Hả? Trừ m. Đây nè, 1 nhân trừ m trừ đi trừ 2 là cộng đi 2, nó phải là số gì đây? Chia cho t trừ đi m nó phải lớn hơn 0. Y phải phải lớn hơn 0 khi m nó khi thằng này nó phải lớn hơn 0 khi t nằm khoảng từ 0 đến 1. Như vậy để yêu cầu rất là dễ, lớn bằng 0 thôi, đồng biến thôi, đồng biến thì lớn bằng 0, thì trừ m cộng 2 phải lớn hơn hoặc bằng 0. Lớn bằng 0 thì m phải bé hơn. Bé mấy? M phải bé Không bằng mấy? hai Bé bằng 2, hai đúng rồi. M bé bằng 2. M bé bằng 2. Rồi, điều kiện là T phải khác M. T phải khác M. M bé bằng 2 thì trong này không có hen. Này cũng có hen. Câu này dạng là câu khó đó. Làm như thế này chưa đúng. Nhìn qua câu số 12 thấy quá dễ tần. Câu số 12 quá dễ luôn. Đáp án sẽ là 65 hoặc là 82. 65 hoặc 82, 4 mũ 3. Bốn mũ ba mà, bốn mũ ba thì chắc chắn cô B rồi, bốn ba 65 thôi, bốn mũ ba ra là 64 cộng 1 65. Khá dễ ha, bài này mấy em vẫn có thể lấy máy tính mấy em xí son cũng được, làm bình thường cũng được, bốn mũ ba cộng 1 thôi. Cái câu số 11 là một dạng câu khó trắc nghiệm, nhưng mà bản chất của nó là một câu tự luận. Thôi thua, giờ chúng ta sẽ thử thôi, rất là dễ. Thầy đang muốn coi thử như thế nào, thử như thế nào. Thử thì thử cũng dễ thôi. Ví dụ như bài này thầy quý á, thầy sử dụng máy tính cơ sô thì thử, thử như thế nào nha. Thì mod 7 để thầy khảo sát cái hàm số này. Khảo sát thì chúng ta khảo sát cái hàm góc.
tan x trừ đi 2 chia cho tan x trừ đi m. M này thì thầy sẽ khảo sát nè. Ví dụ như m lớn bằng 2, m đi từ đoạn từ 1 đến 2 để yêu cầu tìm tất cả nha. Tất cả thì thầy sẽ xét thử m nó lớn bằng 2, ví dụ m bằng bằng 10 để quét nguyên cái nhánh. Nguyên cái nhánh là m lớn hơn bằng 2 thì quét nguyên nhánh đó, thì thế thử m10 vào. M lớn bằng 2 nếu mà ok á thì nhận luôn câu D. Nếu mà m bằng 10 mà ok thì nhận luôn câu D, tại vì câu C nó đâu chứa cái thằng 10, câu B cũng không chứa 10, câu A cũng không chứa thằng 10. Mà thằng 10 nó làm cho đồng biến. À, thầy bằng thằng Rx thì Rx cũng được. Rx nè. Để mà ấy hơn thầy cũng khảo sát luôn cái thằng Rx trừ đi 2. Khi mà tan x trừ đi m, m là bao nhiêu? Thằng Rx luôn ha, thầy khảo sát hai thằng này với hai giá trị của m cùng lúc. Thằng này nãy thì thế là 10 là quét cái khoảng là thằng này rồi. À, thầy thế một cái thằng m bé hơn 0 nữa. M bé hơn 0 ví dụ như thầy trừ 10. À, trừ 10, trừ của trừ 10 cộng 10 thôi. À, m thì thế là trừ 10 vào thì quét cái khoảng mà m bé hơn 0 thầy bằng với x của thầy đi từ đâu? Đi từ 0 đến đâu? À, để thầy chỉnh vào chế độ Ryan ha, của thầy đang là D nè. 4 nè. N của thầy sẽ là pi chia 4. Pi chia 4. Từ 0 đến pi chia 4. Step của thầy sẽ là nhiêu? À, thì lấy là 0 lấy pi chia 4. Thầy chia cho 19. À, pi chia 4 chia 19. Tại sao? Tại sao step của thầy là pi chia 4 chia 19? Tại vì cái đoạn khảo sát của nó chỉ là 19 điểm thôi. Trên máy tính này khảo sát chỉ 19 điểm thôi. Ha, để chúng ta khảo sát một cách chi tiết nhất. Ta bằng một cái. Chúng ta coi thằng nào đồng biến trên đoạn từ 0 đến pi 4 nha. Em thấy thằng này 0.2 nè, 0.19 nè. Đi từ 0 đến pi chia 4 mà cái thằng Fx đó là thầy thế m bằng mấy? M bằng 10 vào. Mà đi từ 0.2 nó giảm cái, chỉ cần nó giảm một hit một thôi. Từ đây đây giảm một ít chưa? Coi như m lớn bằng 2 loại. Nào lớn bằng 2 đâu? Nào. Không có nào hết. Thôi ok. Tiếp tục nè. Chúng ta khảo sát cái đoạn từ 0 đến pi chia 4 của cái hàm mà nãy thì thế. Rx là trừ 10 vào nè. M là trừ 10 nè. Các em thấy là từ trừ 0.2 nó tăng lên trừ 0.196 nè. À, nó tăng lên á. Nó tăng lên á. Đó. Đó. Nó tăng lên á. Thôi nó tăng. Tăng thiệt mấy em. Tăng thiệt chứ không phải tăng giả. Cho nên M bé không nhận. M bé không nhận. Vì chúng ta phân biệt giữa câu A và câu B thì chúng ta tắt ra ngoài. Ta khảo sát tiếp cái hàm số với m nằm trong đoạn từ đâu tới đâu đây? Từ gì? Từ 1 đến 2 là thầy thế khoảng 1.5. 1.5. M là 1.5 ha. Nè, này cũng 1 tới 2 thôi. Thầy thế 1.5 vào Fx của thầy. Còn Rx là gì kệ nó. Chúng ta khảo sát y chang như vậy, chúng ta bằng liên tục. Và chúng ta coi cái thằng Fx là cái mà chúng ta muốn khảo sát tăng không? 3 1 4 1 5 nè. Tăng không? 6 nè. 16 rồi tới gì? 16 rồi. À, 36 nè. 35 nè, 34, 35, 36, 37, 38, 40 nè. 41, 43, 45, 47, 49, 52, 55, 59. Ta coi từng thằng ha, để coi nó có giảm chỗ nào không. Mà nó thấy nó cũng tăng luôn. Như vậy đáp án ta sẽ là chọn câu A. Chọn câu A. À, một cái thằng bất kỳ nào đó nằm trong đoạn này cũng đồng làm cho nó đồng biến, và này bán 0 trừ 10 nó cũng đồng biến. Ok ha, ta chọn luôn câu A. Đó là cách mà thầy làm bằng máy tính á. Bài này câu bộ nó phức tạp. À, nhưng mà làm máy tính thì nó đơn giản hơn đúng không? Tận dụng cả Fx, Rx. Được không? À. Rồi. Vấn đề của thầy á, tại sao cách làm hồi nãy của thầy nó bị sai? À, thầy đặt T là tan x. Thầy đổi biến, đổi cận. Mà sai là sao ta? Không biết luôn á. Để suy nghĩ cái này. Thôi, à, không mất thời gian nữa. Chúng ta sẽ suy nghĩ câu đó sau nha. Chúng ta sẽ đi qua những câu lần sau nó dễ hơn. Tính đạo hàm của hàm số này. Trời ơi, đạo hàm của hàm số này. Cách làm cũng khá đơn giản mấy em. À, cái hàm này tính đạo hàm của nó được. Mấy em thấy nè, cách làm của người ta cũng ok đấy chứ. Cách làm của người ta cũng ok nè. Mấy em nhìn vô mấy em thấy là à, hình như thằng này nó có lóc đi ba.
Thằng này là lỗi đi. Tại vì đạo hàm ta chỉ có x mũ n chứ không có n mũ x được, 13 mũ x. Đạo hàm cứ 3 mũ x ha. Còn này là sai rồi. X nếu 13 x trừ 1 là 7 rồi. Đạo hàm của a mũ x thì bằng gì? A mũ x nhân cho nó là bài A thôi, rất đơn giản. À, đáp án ta sẽ là câu B. Em thấy là nó chỉ test một câu là gì? Tính đạo hàm đơn thuần thôi. Ha. Giải bất phương trình này. Phương trình này à, thì 3 này là 3x trừ 1 phải lớn 2 mũ 3 ra là lớn hơn 9. 2, 2 mũ 3 8 chứ. 8 cộng 1 là 9, chia 3 ra 3, x phải lớn hơn 3. À, đáp án chọn luôn câu A. Thôi dễ dữ trời. Dễ kiểu này chắc ngon lành ha. Dễ kiểu này ngon lắm ạ. Thằng này cái hàm số này, điều kiện là thằng này nó phải là số gì mấy em? X bình trừ x trừ 3 nè. Logarit của nó phải là số gì? Hả? Yêu cầu thằng bên trong cái logarit này phải là số dương. Số dương nha, tức là lớn hơn không nha. Lớn hơn không. Lớn hơn không thì mấy em loại ngay câu B và loại luôn câu A. Lý do là mấy thằng này nó có dấu ngoặc vuông là nó nhận hai đầu mút nè. Thằng này làm sao nhận hai đầu mút, lớn không thì không nhận hai đầu mút, chỉ có câu C hoặc câu D thôi. Để em tìm nghiệm của này trong trái ngoài cùng, điều kiện lớn không mà trong trái ngoài cùng ta không cần phải tìm nghiệm. Mà muốn tìm thì cũng khỏi cần phải tìm, tại vì đề nó cho sẵn là trừ 1 với 3 rồi. À, trừ 1.3 nè. Là nghiệm của thằng này khỏi cần suy nghĩ, đúng không? Nhìn đáp án là biết rồi. Trong trái nè, ngoài cùng nè. À, như vậy dương thì ít phải bé hơn trừ 1 và lớn hơn 3. Đây, chọn ngay câu C. Được không? Chọn ngay câu C. Nhìn vô một cái là biết. À, còn không á, mình khỏi khỏi cần phải nhìn luôn. À, mình khỏi cần phải có nghiệm 1 trừ 1 với 3 hay không. Tao biết là thằng này A nó dương nè. Nó có hai nghiệm x1 x2 nè, trong trái ngoài cùng nè, trừ cộng cộng nè. Như vậy nó dương á thì nó phải bé hơn thằng này và nó lớn hơn này thì cái hàm số này nó mới dương. Mình muốn là muốn nó dương mà. Muốn là muốn nó dương thì nó phải là cái dạng là từ âm vô cùng tới này và từ này tới dương vô cùng thì chắc chắn nó chỉ là câu C mà thôi. À, không nhận hai đầu mút là mình loại rồi. Câu 16 này cho một số này khẳng định đâu, đây là khẳng định sai nè. Hàm số fx bé hơn 1, bé hơn 1, bé hơn 1, bé hơn 1. À, fx này bé hơn 1 đúng không? Đúng. Đây là một cái hàm số bé hơn 1. Tại sao đúng? Suy nghĩ làm chi? À, không phải là đây là hàm số bé hơn 1 mà hàm số này bé bằng 1 khi nào? À, đề nó hỏi là khi nào? À, khẳng định nào sai là sai. À, hỏi rất là hay ha, khẳng định nào là sai nha, để ý cái câu hỏi sai. Khẳng định nào là sai, thường là mấy em tìm cái đúng không à, không thấy cái sai. Rồi, à, thì cách giải của hàm này á, cách giải của hàm này á, thì chúng ta sẽ lấy logarit cơ số 2 hoặc là cơ số 7 của cả hai vế. Thầy thầy giải thì kiểu tự luận cho, còn 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 Casio thì mình có cách của Casio. Ví dụ như hàm 2x nhân 7 mũ x bình phương mà bé hơn 1 tương đương. Mình lấy logarit cơ số 2 hay là cơ số 7 của nó cũng được, lấy là logarit cơ số 2 của này là cơ số 2 của 2 mũ x, cơ số 2 của 2 mũ x cộng đi logarit cơ số 2 của 7 x bình phương phải bé hơn 1. À, đúng không? Mấy em thấy là tương đương nè. X là logarit cơ số 2 của x bình là x cộng đi x bình phương logarit cơ số 2 của 7 phải bé hơn 1. Này thì lấy logarit cơ số 2 của cả hai vế, logarit cơ số 2 của 1. À thằng này là không, bé hơn 0. Logarit cơ số 2 của 1 là 0. À, đúng không? Thì lấy logarit cơ số 2 cả hai vế thì này là tích của hai thằng thì thầy tách ra là dấu cộng. Đó thì đó là cách giải kiểu tự luận ha. Cách giải kiểu tự luận. À, thì câu A này là giống như cái biểu hiện của thầy nè. Biểu hiện của thầy nè là câu A nè. X cộng đi x bình logarit cơ 2 của 7 bằng 0, x cộng x bình logarit 2 7 bằng 0, con này đúng là không chọn. Tại sao đề yêu cầu chọn câu sai, đúng thì không chọn. À, bây giờ kế tiếp là logarit cơ số 7 nè. À, logarit cơ số 7 á, thì là logarit là x logarit cơ số 7 của 2, đâu rồi? X logarit cơ số 7 của 2 cộng đi x bình phương phải bé hơn 0, con này đúng luôn nè. Nếu mình lấy logarit cơ số 7, thằng này mình lấy logarit cơ số 2, thằng này mình lấy logarit cơ số 7. Tại sao lại chọn logarit cơ số 2 hay là logarit cơ số 7? À, thì tại vì nếu mình chọn logarit cơ số 2
của hai thì mình chém ra thằng ít duy nhất thôi, ngon không? Ngon. Võ giả là mình sẽ lấy lốc nê ba. Lốc nê ba là logarit cơ số e đó. Đó thì mình sẽ được là ít lốc nê ba của 2 cộng ít bình phương lốc nê ba của 7 phải bé ăn không, con này cũng đúng. Như vậy chắc chắn ba con này đúng thì cô D nó phải sai. Bây giờ sai thì sai chỗ nào? Sai thì mình phải chỉ được cái điểm sai của nó chứ. À sao mà có số 1 này đây? Đặt vấn đề liền, tại sao lại có số 1 này đây? Thằng ít này đâu mất tiêu rồi, bé ăn không thì phải là logarit cơ số gì đó. À ok hen, rồi thôi câu này thì nó rõ ràng. Rồi, cách giải của cái hàm này là mình sẽ sử dụng logarit cả hai vế để mình giải. Câu 7 này, cho cái số thật AB với A khác 1 khẳng định đâu đây là khẳng định đúng. Câu hỏi là một dạng câu hỏi lý thuyết. Lý thuyết trong logarit thôi, biến đổi logarit đơn thuần thôi. Ha. Khẳng định nào là đúng? Nếu mà em thấy A bình phương ở dưới này nè, A bình ở đây nè, A bình đây nè, thì đưa ra ngoài phải là thành gì? Hả? Thành 1 phần 2. 1 phần 2. Đánh được vấn đề không? Nó phải là 1 phần 2, không thể nào có 1 phần 4, cũng không thể nào có số 2. Số 2 đưa ra ngoài khi mà thằng này bình phương nè, đưa ra ngoài phải là số 2. Còn thằng bình phương của cái cơ số này thì đưa ngoài nó phải là 1 phần 2. Nên đáp án của chúng ta phải là câu A hoặc là câu câu D. Ok không? Câu A hoặc là câu D. Thì giờ chúng ta sẽ coi thử câu A hay là câu D. Chúng ta làm thử. À, nó sẽ bằng logarit cơ số A của A cộng logarit cơ số A của B đúng không? Đây, A bình thì đưa 1 phần 2 ra ngoài. Mình có logarit cơ số A của A. Logarit cơ số A của AB. Logarit cơ số A của AB, A nhân B là tích mà. Thì logarit mình được tách ra cộng. Logarit của A cộng logarit AB tức là 1 cộng cho logarit cơ số A của B đây. Nhân 1 phần 2 vào là 1 cộng cho 1 phần 2, 1 phần 2 cộng 1 phần 2 logarit AB câu D là đúng. Ok không? À, vậy nha. Câu 18 là tính đạo hàm của hàm số này. Đây là một cái hàm số mà dạng u chia v thì mẫu của nó phải là bình phương. Mẫu nó phải là bình phương, tức là 4x bình phương lên. 4x bình phương lên là 4x mũ gì? 4x mà bình phương lên, cái mẫu nó phải là bình phương là 4x mũ mũ 2. 4x mũ 2 tức là 4 mũ mũ 2x. Hay nói khác nó chính là 2 mũ gì? 2 mũ 2 mũ 2 mũ 2 là 4 nè, mũ 2x hay là 2 mũ mũ 4x. Ta có những cái vị vị trí này. À, 2 mũ 2x. 2 mũ 4x. 2 mũ x bình phương. Gì kỳ sao không có nào mà đúng như nào. Hai mũ x bình phương à. Hai mũ 3 là 8 nè, bình phương lên là 64 nè. 64 là hai mũ 3 là hai mũ 6. Đúng rồi. Sao trong này nó kỳ vậy ta? Thằng này là 4x nè. À, hiểu hiểu hiểu. Biết sao không? Tại vì thằng tử này mình lát mình rút gọn mình chém với thằng mẫu được. Lát mình chém được. À, mà mấy em thấy á, thằng mẫu này á, mẫu của nó là x bình nè. X bình là loại nè. Câu này loại liền, 2 mũ x x bình chắc chắn không được. Tại vì thằng này là 2 mũ 4x, không thể nào mà x này mà bình phương thêm cái nữa trên tử được. Nên chắc chắn là câu A hoặc là câu B. Không thể nào mà có câu C hoặc câu D được. Theo cái kiểu mà phân tích của thầy như thế này thì không thể nào có câu C hoặc là câu D, tại vì không thể nào mà hai mũ x bình phương được, không có rút gọn kiểu nào mà ra x bình ở trên cái mũ được nữa. Cho nên đáp án ta sẽ là A hoặc B. A B nó khác nhau ở dấu trừ với dấu cộng thôi, đúng không? Chỉ khác nhau dấu trừ dấu cộng. Cách làm của mình đó, mình không có đi tìm từng thằng, nắm được vấn đề không? Mình không có đi tìm từng thằng mà mình đi tìm thằng từng. Thằng từng lên sau là mình sẽ tính đạo hàm của cái hàm số này, của cái hàm số x cộng 1 tại hai vị trí bất kỳ để cho nó chắc ăn. Tại hai vị trí bất kỳ mũ x, tại x bằng ví dụ như x bằng ví dụ như
9 đi. Đó, là cái số này ha. Ví dụ như 12 đi. Là ngày sinh của thầy 9 tháng 12. Rồi, đây có cái số này ha. Bây giờ thầy chỉ cần lấy A hoặc là câu B, thầy canh cái vị trí đó vào một cái là xong. 1 trừ đi 2 x cộng 1 lốc nơi ba của 2 2 mũ 2x, thầy can 9 vào. À, còn nó là giống không? Giống không em? Giống không? Giống. Giống thì thầy chọn luôn đó luôn á. Giống chọn luôn. Mà muốn khẳng định thêm nó giống á, thầy can thêm cái số 12 là ngày sinh, là tháng sinh của thầy, là trừ 1 phẩy không mấy. Thì D của thằng đó tại trừ 12 là trừ 1 phẩy không mấy, 10 trừ 6. Chính xác luôn. Hai số đó giống y chang nhau luôn. Em thấy không? Hai số giống y chang nhau. Điều đó có nghĩa là đạo hàm của hàm số này tại điểm 9 bằng thằng này tại vị trí 9. Đạo hàm của hàm số này tại điểm 12 bằng cái thằng này thế x bằng 12 vào. À, cho nên hai câu này là một, đúng không? Tính đạo hàm của hàm số phức tạp đó, thì mình sẽ xài phương pháp thế thử. Ha, câu 19 nè. Đã A là này, B này, hãy biểu diễn logic cơ số 6 theo A và B. Dễ không? Dễ. Sao dễ? Dễ ẹt. Đó, chúng ta thấy là những cái điều như thế này. Chúng ta không cần phải là đi tách phân tích tùm lum tà la cho nó mệt. Nắm được vấn đề không? Không cần phải phân tích tùm lum tà la. Đầu tiên chúng ta sẽ bấm là logarit nè, cơ số 2 nè của A nè. Đó, chúng ta shift store vào A nè, shift store lưu trữ vào A nè. Đó. Bây giờ mình bấm logarit cơ số 5 của A. Mình shift store vào B nè. Đó, thì là mình đã gán cái biến này vào A nè, gán biến này vào B nè. Bây giờ vấn đề của mình đó là coi thử logarit cơ 6 của 45 ra nhiêu nè. Logarit cơ 6 của 45 nè. Đó, bằng nhiêu nè? 2,1245 gì đó. Mấy em nhìn nhìn cái là mấy em nhớ hả? Rồi, 2,1245 gì đó. Rồi. Bây giờ thầy sẽ thế nè. Bây giờ thầy sẽ chọn một trong bốn câu này để thầy random lấy đại. Thầy lấy A nè. Cộng đi 2 lần AB. À, tính gì cho mệt đúng không? AB cộng đi B. À, nếu mà ra đúng 2 phẩy mấy á, thì thầy chọn nó luôn. À, 2,1245. Ồ, hai này là một nè, thấy không? A cộng 2 AB. À, nó thì random đại câu bất kỳ thì chọn đại. À, thì thử lại mấy em thấy logic cơ 6 của 45 nó bằng thằng này, cho nên đáp án thầy chọn luôn cô C. À, hên hên thì đáp án lựa chọn đầu tiên của mình là chọn luôn nó, còn xui á thì sao? Thôi xui mình lựa câu khác, mình thử tiếp. Em nắm được vấn đề không? Bấm như vậy thì nó nhanh hơn. À, máy tính casio cũng lợi nhiều thứ lắm chứ bộ. Rồi thôi mình tiếp câu 20 ha. Cho hai số thực AB với một bé bằng A bé bằng B, khẳng định đây là khẳng định đúng. Một mà bé A bé B, một bé A bé B. Hiểu không? Hiểu không? Ha. Tức là AB này là hai cái số gì vậy? AB là hai số lớn hơn một. Thì logarit của mấy đó nó không có đổi chiều. Ha, một bé A bé B. Rồi. Vấn đề ở đây dễ lắm. Nó dễ cực kỳ mấy em. Nó dễ cực kỳ. Em đừng 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 cứ nhìn như mấy này nó rối. À, đừng có làm vậy nó rối. À, thầy nhìn thầy còn rối mà. Huống chi là mấy em. Thầy giải thầy còn rối mà. Thầy chỉ làm như này thôi. Như nè. Thầy làm nè. Một nè. Bé hơn 2, bé hơn 5. Bây giờ thầy đi tính logarit cơ số A của B, tức là logarit cơ số 2 của 5. Và logarit cơ số 5 của 2. À, nắm được vấn đề không? Logarit cơ số A của B nè, logarit của B A nè, bốn câu này đều so sánh những cái đó. À, thì coi so sánh ba số này với nhau thì nào lớn hơn. Đó, thì thầy chọn thôi. Ví dụ như thầy bấm logarit cơ số 2 của 5. Bạn biết nhiêu ha? Thì nó là 2 phẩy mấy. Bây giờ logarit cơ số 5 của 2 ra nhiêu đây? À, nhỏ hơn. Như vậy á là này là logarit tương ứng nè, tương ứng logarit cơ số B của A. Nó phải bé hơn mấy? Bé hơn 1. Logarit cơ số B của A là logarit cơ số 5 của 2 là B nè. Của A nè. Là 0,43 là bé hơn 1 nè. Thì nó phải bé hơn logarit cơ số A của B. Như vậy thì kiếm là logarit của B A bé hơn 1, bé hơn logarit A bé, chọn luôn câu đấy. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? À,
bé 1 logarit a của b là logarit cơ số a nè của b nè. Những cái bài này á nó luôn luôn đúng. Những cái bài này á, thử theo kiểu của thầy luôn luôn đúng. Chúng ta đừng 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 có cố gắng, máy tính thì nó không có hiểu là a b là cái gì, máy tính nó chỉ hiểu cái số thôi, cho nên là chúng ta sẽ lấy số. Cái này á, học để làm gì? Học để qua cái kỳ thi này thôi, hiểu không? Học để qua cái kỳ thi này thôi thì mình mới mới xài chiêu, còn học để biết á thì em phải suy luận suy nghĩ để mấy em giải. Nhưng mà biết mấy cái này để làm cái gì, biết mấy cái này để làm cái gì, hiểu không? Hiểu không? Biết để làm cái gì? Học xong thi, thi xong đại học là giảm hết. Cho nên á, thầy á, thầy vẫn chủ trương là học để thi. Thi xong nhớ hay không, nhớ á, thì mừng, không nhớ thôi, không nhớ thì phải nhớ, cần thì mình học lại, tại vì mình đã học qua nó rồi, cần thì mình học lại thêm một lần nữa, thời gian học của mình sẽ nhanh hơn, gọn hơn ha. Nên nó không cần phải là hay lắm, học để thi thôi.